Món thần dược giúp cản long thọ 89 tuổi, giá 1 kg lên tới hàng chục triệu đồng, công dụng nhiều vô kể. Tổ yến được xếp vào nhóm cao lương mỹ vị bởi vì nó là món ăn bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người. Càn Long là một vị vua Trung Quốc có tài trị quốc, đồng thời nổi tiếng phong lưu, đa tình. Ông thường tổ chức đại tiệc trong cung, ra ngoài từ cấm thành đi tìm thú vui. Theo sử liệu ghi chép, chi phí ước tính cho hai lần mừng thọ 60 tuổi và 80 tuổi của ông lên đến 10 triệu lạng bạc lúc bấy giờ. Tục ngữ Trung Quốc có câu, rượu là thuốc độc của gan, phong lưu, háo sắc là con dao sắc cắt gân, cưa xương con người. Câu này ám chỉ nếu một người quá phong lưu, háo sắc sẽ gây hại tới thể chất, làm giảm tuổi thọ. Đó cũng chính là một trong những lý do vì sao các đời vua chúa thường có tuổi thọ không cao. Tuy nhiên, Càn Long lại là một trong những vị vua hiếm hoi sống thọ. Ông lên ngôi năm 25 tuổi, hơn 60 năm trị vì đất nước, hưởng thọ ở tuổi 89. Dù có lối sống phong lưu, mê tiệc tùng và nhiều thê thiếp, nhưng Càn Long vẫn có thể sống đến gần 90 tuổi. Bí quyết lớn nhất của vị vua này nằm ở chế độ ăn uống hàng ngày. Càn Long là một vị hoàng đế rất chú trọng đến chế độ ăn uống dưỡng sinh. Trong đó, tổ yến chính là món mà ông phải ăn ít nhất một lần mỗi ngày. Trong quan điểm của Đông Y, tổ yến là một món ăn cực kỳ bổ dưỡng có tác dụng bổ phổi, dưỡng âm, chữa trị suy nhược, tốt cho dạ dày, bồi bổ khí huyết, chống lão hóa. Trong quyển bản thảo Truy tìm chân lý được biên soạn thời nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc có đoạn viết: "Tổ yến vào phổi sinh khí, tốt cho thận, dạ dày là vị thuốc vừa lành tính vừa ngon miệng trong y học. Tác dụng của tổ yến. Tổ yến là thực phẩm cao cấp ở vùng Á Đông, là một trong 8 món ăn nổi tiếng trong thời xưa và luôn là món ăn có mặt trong các yến tiệc và đến nay tổ yến vẫn giữ được vị thế hàng đầu trong những món ăn bồi bổ cơ thể." được xem là loại thực phẩm nhà giàu, cao lương mỹ vị thời xưa bởi ngoài có giá trị dinh dưỡng lớn, dầu protein và các loại axit amin tốt cho sức khỏe, thì mỗi kg tổ yến khai thác được có giá bán rất đắt đỏ, lên tới vài chục triệu đồng. Theo các chuyên gia, tổ yến chứa 42,854,9% protein, nhiều glucose, các axit amin cần thiết khó thay thế, sitin, phenyl, nizam, tai phenylalanine, tyrosine, các vitamin C, C, E, phương pháp các muối natri, sắt, phốt pho và các nguyên tố vi lượng. Ngày một chống lại bệnh tật, ngừa ung thư. Các nghiên cứu cho thấy một số hợp chất được tìm thấy trong yến xào có khả năng cản trở vi rút cúng. Thêm vào đó, một số nghiên cứu sơ bộ trong phòng thí nghiệm cho thấy rằng các thành phần của tổ yến có thể tiêu diệt các tế bào ung thư đang phát triển. Tuy nhiên, các thành phần chính xác thể hiện đặc tính chống ung thư vẫn chưa được biết đến rộng rãi và cần thời gian để nghiên cứu thêm. 2. Giúp xương chắc khỏe Các chuyên gia cũng khuyến khích những người có bệnh về xương khớp nói chung nên sử dụng tổ yến. Các nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra xương trong cơ thể được đẩy nhanh quá trình hồi phục trong điều kiện ăn yến xào thường xuyên. Trong món ăn này có chứa glucominin. Đây là một thành phần có tác dụng giúp các sụn khớp giữa hai đầu xương thêm khỏe mạnh. Đối với những bệnh nhân thoái hóa khớp, glucominin còn có tác dụng giúp phục hồi sụn bao khớp. Ngày 3, cải thiện sức khỏe não bộ. Theo nghiên cứu trên động vật, yến xào có đặc tính bảo vệ não. Bệnh Alzheimer, Parkinson, chấn thương não và đột quỵ đều có liên quan đến suy giảm nhận thức, có thể do viêm trong não. Căng thẳng oxy hóa là khi các gốc tự do, các phân tử có khả năng gây bệnh, làm hỏng các tế bào của cơ thể bạn bằng cách thay đổi cấu trúc hóa học của chúng. Nó có thể dẫn đến một loạt các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Một đánh giá có hệ thống trên động vật cho thấy rằng yến xào ăn được tăng cường hiệu suất nhận thức bằng cách giảm viêm và sơ chết oxy hóa. Ngày 4. Giảm nguy cơ mắc tiểu đường Nghiên cứu trên chuột và trong ống nghiệm đã chứng minh rằng yến xào có thể bảo vệ mạch máu của những người mắc bệnh tiểu đường khỏi sơ chết oxy hóa. Trong tổ yến chứa hai loại axit amin là leucine và isoleucine có tác dụng hỗ trợ điều tiết hàm lượng đường trong máu. Chúng có thể ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng cao. Phenylalanine hỗ trợ quá trình hình thành hemoglobin là nhân của hồng cầu, có tác dụng vận chuyển oxy và glucose nuôi cơ thể, giúp bổ máu. Theo nghiên cứu công khai trên trang NCBI, tổ yến có khả năng phòng ngừa sự đề kháng insulin, giúp đường đi vào tế bào dễ hơn để tạo năng lượng cho cơ thể, từ đó ngăn ngừa nguy cơ mắc tiểu đường nhờ vậy ăn tổ yến xào sẽ giúp người bệnh kiểm soát tốt đường huyết ở mức ổn định